là các trận đấu sắp tới của câu bộ thì Thành phố Hồ Chí Minh đều là gặp những đối thủ trực tiếp đang như là tranh vé coi như là chủ hạng, thì đây là một điều cũng rất là căng thẳng. Quan trọng nhất là rồi phải chuẩn bị gặp những đối thủ tốt nhất, đặc biệt trận đấu sắp tới với cả Nam Định, đối thủ coi như đang đứng ở trên vị trí của câu bộ Thành phố Hồ Chí Minh, tôi phải có nhiệm vụ trách nhiệm, tôi phải có được cái chiến thắng để tôi cải thiện lại cái vị trí của câu bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Quan trọng nhất là cái cải thiện thứ nhất là cái khả năng chơi kiểm soát bóng của toàn đội, cũng là cái khả năng coi như là phòng ngự vì chúng người trong trận đấu vừa rồi như là cái đấu với Hải Phòng có những bàn thua rất là đáng tiếc, đó là cải thiện lại cái khả năng dứt điểm của chỗ hàng tiền đạo để làm sao mà có nhiều được những bàn thắng, để quan trọng nhất là có được chiến thắng.